Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Nếu bạn không thay đổi. Từ rất lâu rồi, có một nhà sư hay đi khất thực mang theo một chú tiểu. Một bữa, họ đi lên núi. Trời đã tối mà họ chưa tìm được chỗ trú chân. Sư phụ, con nhìn thấy phía trước có ánh sáng phát ra từ một túp lều. Thầy trò ta đi lên đó, xin họ cho tá túc một đêm đi ạ. Chào các vị, xin hỏi các vị có thể cho thầy trò chúng tôi nghỉ qua đêm ở đây được không? Xin hai vị cứ nghỉ lại đây. Nói rồi, gia đình nọ chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, gồm sữa tươi, phô mát và kem để thất đãi nhà sư và chú tiểu. Chú tiểu thấy trong cảnh đói nghèo này mà họ vẫn hào phóng như thế, nên biết ơn và cảm động lắm. Tôi tò mò muốn hỏi, không biết gia đình thí chủ sinh tồn ở nơi nghèo khó này thế nào? Chúng tôi có một con bò và sống bằng cách bán sữa của nó cho những người sống gần đây để mua các nhu yếu phẩm. Số sữa còn dư, chúng tôi làm pho mát và kem như ngài thấy đó. Cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của cả gia đình dành cho thầy trò tôi. Xin tạm biệt. Quay lại đi. Đẩy con bò xuống vách núi đi con. Sư phụ, họ sống nhờ con bò mà. Nếu không có nó, họ sẽ chẳng còn lại gì cả. Hãy làm theo lời ta. Không ngờ mình lại phải làm cái điều xấu xa và tội lỗi này. Đúng là lấy oán trả ơn mà. Nhưng mình không thể làm trái lời sư phụ được. Hai mươi năm sau, chú tiểu ngày nào đã trở thành một vị sư được mọi người kính nể, còn vị sư phụ của chú thì đã viên tịch. Một bữa, có việc ngang qua chốn xưa, chú bỗng chột dạ, không biết gia đình đó còn sống ở đây không. Chuyện năm xưa vẫn còn đọng trong mình cảm giác dằn vặt, tội lỗi. Mình phải qua, coi họ sống như thế nào. Nếu có thể giúp được gì thì thiệt tốt. Mình nhớ là túp lều nhỏ của họ ở chỗ này mà. Làm gì có ngôi nhà nào bề thế khang trang như thế này đâu chứ. Hay là họ đã chuyển chỗ ở rồi? Xin hỏi ngài tìm ai? Gia đình từng sống ở đây đâu rồi? Họ bán ngôi nhà này lại cho anh ư? Căn nhà này do gia đình chúng tôi xây dựng. Chúng tôi đã sống ở đây ngay từ ngày đầu tiên mà. Vậy chuyện gì đã xảy ra với gia đình ấy? Mời ngài vào nhà nghỉ chân một lát đã. Chúng tôi từng có một con bò. Nó là nguồn sống của chúng tôi. Chúng tôi chẳng có tài sản nào khác nữa và phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Một ngày kia, nó chẳng may bị trợt chân xuống sườn núi, rồi không thấy đâu nữa. Để tồn tại, chúng tôi phải bắt đầu làm những việc khác, phát triển các kỹ năng khác để tìm cách kiếm sống. Chúng tôi buộc phải trồng trọt những loại lương thực mới, nuôi những loại gia súc mới, rồi tìm cách buôn bán nông sản để kiếm sống.
cuối cùng, chúng tôi ngày một giàu có và xây được căn nhà này. Nếu bạn cứ luôn làm những điều bạn đã quen, thì bạn cũng sẽ chỉ có những thứ mình đã có.